Rồi chào anh em ha, nay làm clip trễ quá anh em ơi, 9:30 giải trình không làm clip cho anh em tham khảo chơi. Hôm giờ anh em hỏi mình làm con gà em bị là cứng cơ khô sao cho con gà anh em nó dẻo lại. Bây giờ mình nói anh em nó chỉ có mấy cái hai trường hợp thôi, nuôi gà là phải hiểu trường hợp. Thứ nhất là cái anh em là sử dụng thuốc nuôi, nó làm thuốc nuôi cái công dụng của nó là gom cơ, không có nói tinh hút ra trong đụng chạm lum. Thì anh em ai làm gì làm thì mình nói chỉ đó có như đó thôi, gom cái công dụng nó là gom cơ. Thì anh em sử dụng thời gian lâu của nó cứng thì vô tay con gà nó sẽ cứng, tất nhiên là cứng rồi đó, nhưng mà nó khô. Con gà anh em vô tay một cục cứng nhắc là nó khô, nó không có như là con gà mà vô tay một cục mà nó có cái độ dẻo, là tại anh em sử dụng thuốc ha. Cái nhất, cái hai là anh em tập con gà anh em quá nhiều, anh em nuôi phức tạp quá nhiều thì cơ con gà anh em bị chai cơ, cứng nhắc à. Thì cái cứng nhắc như vậy á nó ảnh hưởng gà anh em rất là nhiều. Là về cái gì, về là cái lúc mà anh em lối đá con gà anh em nó bị ảnh hưởng chậm. Cái thứ nhất là bị chậm, cái xe chở không kịp với người ta. Còn cái hai nữa là nó dễ bị mất nước lắm, dễ chạy, nó khô quá cái con gà dễ chạy lắm, chai cơ cứ nhắc con gà đi xe chở chậm, với cái nó khô cái lông con gà. Nói chung là con gà nó không được tốt, mình nói chung vậy đi. Sử dụng cái đó với tập luyện con gà quá nhiều lắm, chai cơ nó đá lung tung bang trên, không hiểu cái gì con gà nó đá luôn. Thì anh em thường thường anh em nuôi con gà nó vô tay cứng quá, cái anh em thả ra cái nó sọ đá gì đó nó bay dựng không à. Thì là cái lý do nó bị như vậy là tại vì vậy, là chỉ có hai trường hợp đó thôi. Thì anh em muốn mà cho con gà bình thường lại á thì nó hơi lâu, phải bỏ nó một thời gian, thả cho đi bình thường một thời gian luôn, không sử dụng thuốc nữa và thả nó đi thiệt là lâu, 2-3 tháng 3-4 tháng không biết, cho nó hại lông luôn. Nó bị tình trạng nó sẽ bị khô, là con gà nó lông nó cũ, nó không có bóng mượt như người ta ha. Thì cho cái cơ nó đi ra ngoài, nó quay tới bay lui rồi nó hoạt động, từ nó xả thuốc ra hết rồi cái xả cơ thì từ nó dẻo con gà lại. Gà anh em sẽ chở nó hai mùa lông nó xong là nó sẽ trở lại bình thường. Thì cái lý do gà anh em á bị ảnh hưởng là anh em tập vợt nó heo cái là bắt chước. Anh em tập con gà anh em như gà đòn vậy đó, con gà đòn sao cái anh em nuôi gà lông mình y như vậy á. Thì nói anh em mình nhiều cái lý do con gà giống như anh em cho chạy quá nhiều không, không phải là tốt đâu. Rồi anh em chơi miếng gạch ha, anh em chơi miếng gạch cái anh em cầm gà lên cái mình nhử vậy nè, con cho con gà nó bơi chạy vòng nhiều vòng miếng gạch đó, thì nó sẽ ảnh hưởng cái móng giò của gà anh em nha, ảnh hưởng móng giò. Và khi anh em làm nó chạy nhiều quá thì cái cơ đùi của gà anh em bị chai, nó cứ ngắt à, buông gà nhảy là ba đa là nhiều, đa số là vậy. Rồi con gà như là cũng như người ta thôi, anh em tập thể dục quá thì cơ anh em bị chai. Bởi vì vô phòng tập tạ đi, anh em thấy tập mấy năm trời mới cứ ngắt rồi, nó cơ nó không bự, nó cứ teo, nó cứ vậy hoài mà nó cứ ngắt gầy lắm. Sau khi tình trạng bị chai cơ thì con gà cũng vậy thôi. Với anh em cho vô cái lòng chạy, cái dập chạy vòng thì nói chung ảnh hưởng bắt trước là nhiều. Rồi mình nói cho anh em hiểu là nó sao nha. Cái này đại giờ nuôi gà bắt trước dữ lắm. Thì bỏ vô cái lòng chạy cái thấy vậy cái làm theo, rồi xong giờ xong nó chạy hoài vậy hoài đó, cái con gà đi dục luôn. Chạy cờ ha, nuôi gà giết làm tự anh em cực khổ, anh em tại anh em không tự mình bắt trước á, rồi mà tự mình thấy nó sao nuôi cực quá, đài lum lá thấy mệt quá trời mệt, chứ tự anh em nản. Thì cái vấn đề đó là con gà anh em hỏi mình đi chơi cứng nhắc là nó chai nó cứng nhắc à, cầm thì tình nó cứng nhắc một cục gì nó khô lắm. Rồi con ra cái anh em đeo tạ ha, anh em đeo tạ, cái tạ là dùng cho con gà đòn. Con gà đòn thì cái lực, cái nuôi, cái cách nuôi gà đòn nó khác nha. Con gà lông, gà cựa mình nuôi khác, không bắt chước tập trung như một cái được. Mình đã nói với anh em rồi, một con gà hay không phải là vô cái chuồng đẹp bự là nó hay. Đẳng cấp của con gà anh em nó ở trong, nằm ở trong con gà nuôi một phần và cái người nuôi một phần tạo ra một con gà hay. Chứ đâu phải nuôi gà mà anh em, bởi vì anh em nói là
Hồi xưa anh em hỏi mình hồi xưa sao mà nuôi cách mà truyền thống hồi xưa con gà nuôi ăn lúa không ha, nuôi lúa không nha, mà nó đá bò rất là tốt y như chích thuốc vậy đó. Nhiều sư kê tao nuôi đó, đâu có nuôi cái gì đó đâu, làm gì có điện thoại, làm có YouTube, nuôi gì đâu có ai biết ai nuôi cách nuôi sao, nhưng mà người ta nuôi đơn giản lắm. Sáng là thả quặng nha, sáng là thả quặng cái là dỗ hèn cho uống nước, sáng cái ta thả quặng cái cho ăn lúa luôn ngâm, cái vài bữa nó cho ăn miếng thịt bò miếng mồi thả đi ăn cỏ, rồi cái ấp vô cho nó bơi vậy thôi, ta nuôi vậy đó đơn giản, đâu có mà hồi đó đâu có mà. Hồi đó nuôi gà nói chung là không có thuốc than chích như nuôi bây giờ luôn, mà mấy con gà hãy buông ra nó đá sổ không rồi thấy mình dựng tóc gáy vậy đó. Thì anh em hỏi mình nuôi gà truyền thống mà đó, xưa nuôi xưa mấy ổng nuôi sao mà con gà ăn lúa ngâm không, mà cái tốt quá vậy, vô tay cũng một cục đúng không, nhưng mà vô tay con gà đẳng cấp người ta, vô tay con gà nó cầm một cục nhưng mà nó dẻo kêu đẳng cấp, mà con gà cầm vô cục mà nó cứng ngắc ha, rồi sao nó giục luôn là biết con gà nuôi như thế nào rồi. Tại sao anh thắc mắc tại sao nuôi truyền thống như nuôi bây giờ con gà anh em nó nuôi càng dữ thì con gà anh em nó càng tệ, đó là lý do. Với ăn màu thì lum lai, người này chỉ không biết chỉ cái gì, không biết ăn cái món gì cho tốt, cứ thấy trên mạng hay vậy cái bắt chước làm theo giết gọn gà mình nó siêu qua chào luôn. Bởi nó một con gà hay phải có một người chủ hay nó mới tạo ra con gà hay, một con gà hay mà đưa vô cái chuồng bội cái hơi khỏi cái chuồng bự, cái chuồng bèo thôi, bèo nhà đến bèo á, mà con gà tao đem ra rắc là đẳng cấp. Năn nỉ mua mấy chuồng bự phải năn nỉ, cái chuồng nhỏ đó nó bán không, người ta đâu có bán đâu anh em thấy không, cái đẳng cấp người ta nằm đâu, nằm cho con gà với cái người nuôi á, càng đơn giản thì nó càng tốt cho con gà càng hiệu quả. Người ta nuôi đơn giản thôi, tối người ta uống nước đêm nè, sáng cái người ta đem cho uống nước, cái người ta dỗ hàng cho uống nước, cái là thả vòng vòng ta quằn vậy đó, cái nắng lên ta tắm, ta làm đơn giản ăn lúa ngâm rồi cho ăn mồi vậy thôi, mà nó buông ra con gà tao rất là tốt luôn, tuyệt vời bóng lửa cũng bảy luôn, chứ phải nhiều bây giờ nó đợi như con gà mình nuôi cái chuồng tao bá vậy nè, rồi mua máy tập rồi mua đồ tập gì. Bởi vì nuôi gà anh em bị cái ảnh hưởng bắt chước là nó đa phần là nó bị chất quất, mà càng nuôi thì càng cực. Anh em không hiểu gì cái mà cái trong cái con gà nuôi như thế nào, anh em thấy người ta làm về cái gì thấy bắt chước làm theo, bắt coi lên cái mạng bắt vậy hay làm theo, nhưng mà anh em phải rút kết ra con gà này nó bị cái gì, nó tốt không. Tự mình làm con gà mình nó chai cơ nó cứng cơ, mình cho anh em coi lại đi, một vận động chân cho anh em chạy bộ quen, anh em chạy càng lúc càng dữ nữa thì cái cơ anh em sẽ cứng, nó có thể bị căng đứt dây chằng đúng không, càng càng làm quá thì cái cơ thể càng bị hư. Thì mình nói với anh em vậy là anh hiểu rồi. Nuôi gà mà thấy giờ trên trên mạng hay là TikTok thì mình quay lại mình thấy nó bắt chước rất là nhiều, để miếng thịt bao miếng, để miếng thịt men cái cọng gà gì nó đâu có tác dụng cho con gà nó chạy thôi, giết buông gà đá không nổi. Con gà người ta ấp đậu không, nuôi cho ăn lúa không, buông gà đá cái bò hơn gà nữa nữa, nó thiệt á. Cái đẳng cấp ra trong con gà người ta tạo ra đổ ra con gà là đẳng cấp nó có rồi đó, cái thêm cái kết hợp ta nuôi đơn giản thôi. Bởi anh em nói với anh em nuôi gà càng đơn giản là càng hiệu quả, thì anh em coi lại cách nuôi của anh em nha, rồi anh em coi đi thì anh em thử thử bây giờ anh em nuôi con gà đơn giản bình thường, nhưng mà con gà anh em nuôi càng cầu kỳ trên mạng á, phức tạp với lại gọi anh em buông ra hai con đá như thế nào. Con gà đòn người ta nuôi khác, con gà cựa nuôi khác, hai con không gom lại là một. Nói gì sư kê ha, nếu mà nói sư kê đẳng cấp nuôi gà là gà đòn là đẳng cấp nhất, cực khổ nhất luôn nuôi con gà đòn. Mỗi lần tao ôm nó tao hôm ngại rồi làm thuốc rồi, trời ơi mới nói với anh em nuôi con gà đòn nó cực dữ lắm. Con gà cựa mà đơn giản vậy mà anh em nuôi mà không được nữa rồi sao mà anh em nuôi mấy con gà đòn, mình nói thiệt đẳng cấp sư kê là nuôi gà đòn là đẳng cấp nhất. Con gà lông gà cựa mình lại rất là dễ nuôi vậy, mà anh em nuôi cứ bắt chước nhiều quá nhiều, anh em làm quá thì con gà anh em nó càng ráo vậy. Nói với anh em nuôi gà càng đơn giản thì con gà càng tốt, anh em nuôi con gà càng mệt càng phức tạp cho anh em thì con gà anh em càng đi xuống. Bởi nó là con gà sao mà con gà người ta nuôi nó đã tốt quá mà sao tôi mua đem về tôi nuôi từ từ, sao con gà tại lại từ từ, thì là cái đẳng cấp của cái người nuôi nó khác nhau.
mình chưa nói tới mánh khóe nha, chỉ là cái đẳng cấp nuôi thôi. Thì đâu có ai chịu mà nói tôi nuôi dở, tôi nuôi hay, tôi nuôi sao sao. Tại vì mỗi người một cái bài bản. Trời, mình nói cho anh em, mỗi người nuôi thấy cầu kỳ cực khổ lắm kìa. Thiệt. Mình đi mình thấy rồi, nó nuôi gà anh em càng đơn giản cho mình đi, nó càng thành công. Đừng có làm cho nó quá lên. Thì gà anh em chính anh em mệt nè. Cái nhất anh em mệt đúng không? Cái hai hư gà anh em luôn. Đó. Còn anh em hỏi mình con gà con mà anh em nuôi á, anh em nuôi như thế nào mà cái con gà con mà nó bị cá chậu sưng cái chân, thì mình nói với anh em là coi lại thức ăn. Mình đã chia sẻ cái clip mà gà mái anh em nuôi gà con từ nhỏ đó, anh em nuôi như thế nào nào đó, thì mình có chia sẻ rồi. Con gà con nó ăn thức ăn á, 1 tháng tuổi cái chậu con gà nó sẽ bự nở vậy nè, nó sẽ nở này, nó bị nứt mấy cái đầu ngón chân con gà anh em, mấy đầu ngón chân con gà nó sẽ gồ luôn cục, nó sẽ nứt. Thì anh em đừng có sợ, anh em tập cho nó ăn gạo vô, anh em gỡ ít gạo hay là ít bắp xay vô trộn với cá thức ăn đó, thì cái chân con cho ăn con gà nó quen nha. Anh em gãy gà tốt ăn mấy đồ cứng thì từ đi, cho ăn lúa thì từ, cái anh em cho xuống đất thì từ. Nhưng mà xuống đất anh em phải vô một cái chuồng, một cái lưới anh em nhốt như đó, anh em thả xuống đất rồi nó gà nó bay, nó bị chết, nó bay lùm lùm trên nó quản. Thì nếu nó quen rồi thả cho ra ngoài, tự động cái chân nó không có ăn cầu thức ăn nhiều nữa, nó bị bơi quạo ngoài ha, là cái chậu gà anh em từ nó sẽ khô lại, nó gục mấy cái đó, cái món giò nè nó hết rồi, nó bình thường là y như con gà bình thường. Anh em đừng có sợ cái vụ mà cái ngón chân gà anh em mà nuôi 1 tháng cho lên, mặc dầu cái chân nó bị nứt tùm lum lai sưng với ngón giò lum trên đó, đó là ảnh hưởng của thức ăn, chất đạm nó quá nhiều đi, chất tăng trưởng nó đó, nó ăn thì con gà nó đứng ngon chỗ. Mà anh em nuôi gà mà càng lâu thì cái chậu cái chân gà anh em nó càng màu vàng, nó đổi màu vàng càng nhiều, và cái chậu nó sẽ bự, nó hư, nhất là hư cái đế chậu, hư cái bàn cờ gà anh em, hư cái đó với mấy ngón giò gà anh em ôm cục lên, từ từ nó sẽ bị hư luôn. Đạm nó dư á, kêu là dư đạm quá nhiều. Anh em mua thức ăn á, thì anh em mình nói với anh em đơn giản nè, cái thức ăn cám gì cũng vậy, anh em mua đừng có là thức ăn nào mà nó vàng, cái màu nó vàng quá đi, cái màu nó vàng quá là không tốt nha. Cái màu thức ăn mà nó vàng lợt á, lợt lợt vậy đó thì nó là tốt. Còn thức ăn phân biệt cái màu thức ăn nha, cái màu thức ăn mà nó càng vàng, cái ăn gà con mới nở á, cám nó ra cái mới nở đó, nó màu vàng, màu vàng khè luôn. Có nhiều, có 2 loại, một loại vàng khè luôn và một loại vàng vàng lợt. Thì cái vàng lợt nó tốt, còn cái màu vàng nhiều á là anh em nuôi cái giò con gà anh em vàng khè luôn, cái chân vàng hơi không, nó vàng khè luôn, nó vàng cực kỳ vàng, nó xấu lắm. Cái màu chân nuôi quá ảnh hưởng, cái màu chân nó vàng và cái chậu gà anh em sẽ bự, nó ảnh hưởng hơi cá chậu luôn. Thường bị cá chậu là gà con tới mà 2 3 tháng là anh em nuôi trong trong cái ăn nó nhiều là bị đó. Thì anh em câu lại, thì mình đã có chỉ dẫn trong những cái clip trước mà nuôi con gà con từ nhỏ tới lớn bao nhiêu tháng mà anh em tập cho ăn từ từ từ, anh em thả xuống đất từ từ thì gà anh em sẽ thành công. Còn cái chân là cái bàn chân nó mấy ngón giò đó, mình cứ sợ nuôi bắt thức ăn nào cũng bị, nhưng mà 1 tháng trở lên bắt đầu anh em phải tập cho nó ăn từ từ nha, tập cho nó ăn từ từ, bỏ tắm hay bỏ vô từ từ. Nên anh nuôi chuồng nha, nó là đem nuôi chuồng chứ anh em không, anh em Hà Lan, con gà Hà Lan không bao giờ bị, chỉ con gà nuôi chuồng mới bị thôi. Thì giờ anh em coi lại cách của anh em nuôi con gà con của anh em như thế nào, thì anh em xem đi rồi xem mình nói, xem clip mình nói với nó đó, và mình nói nãy giờ thì anh em sẽ thực hiện lại cho anh em câu lại cái bàn chân con gà anh em ăn, nó có bị đúng như mình nói không? Cái bàn chân lúc nào nó cũng nứt hết trơn, nhưng mà anh em thả lại xuống đất thì thời gian nó sẽ hết, không bị gì hết. Anh em nuôi càng lâu trong chuồng càng lâu á càng cưng nha, thì nó ảnh hưởng là con gà anh em nói, anh em hỏi mình là gà nuôi trong chuồng gà con nuôi trong chuồng tới lớn được không, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cái chậu gà anh em nó không có bước đi nhiều, đến con chỗ trong đó là đi tới luôn hoài, ăn nhiều thì cái chậu con gà anh em nó sẽ bị ké luôn, nứt hết luôn, nứt thành ghẻ, nó sẽ nhiễm trùng thành bị ké, và cái mấy cái mà chân con gà anh em đó nó sẽ nở rất là bự, thức ăn mà nó vàng. Và cái nữa là cái cơ gà anh em ít ít hoạt động, cái cơ gà anh em nó nhẹ kìa, cái gà nuôi nhốt gà Hà Lan nó vậy, cái cơ nó không hoạt động, cái cơ nó mềm, ăn thức ăn mà nó mông lớn nó mập, ăn nó đứng trong chỗ đi tới lù hoài ảnh hưởng nha. Cái cơ gà anh em sẽ mềm, nó không có dẻo dai, nó không có đi hoài, nó không có tập cái thể lực được đó, là con gà nó buông ra nó rất là yếu, cái chân trụ nó yếu lắm. Còn cái nữa là thứ ba là lông nó sẽ khô, lông nó sẽ không có bình thường như con gà anh em mới thả,
Thì nếu anh em nuôi từ nhỏ 3 tháng 4 tháng là anh em có thả ở ngoài, thời gian là 2 tháng con gà của anh em phục hồi là bình thường lại, cái cơ nó hoạt động lại thì nó sẽ săn chắc lại và nó ăn ở ngoài nhiều, thì con gà anh em lông sẽ bóng mượt và có ánh nắng trực tiếp thì nó sẽ bóng bóng tốt cho gà anh em. Còn gà anh em nuôi từ nhỏ tới lớn trong chuồng, mình nói với anh em là cái chậu con gà nó sẽ bự, chân sẽ bự, thịt nó mềm xèo à, vô tay nó không bao giờ nó như con gà Hà Lan á. Mà tại sao con gà Hà Lan nó mắc hơn, ăn mắc hơn cái con gà mà nuôi nhốt đó, thì mình nói với anh em vậy đó. Nuôi nhốt là phải nuôi trong thời gian là 3 tháng cũng em cân đi nha, ví dụ mình cân đi thì mình phải thả chỗ nào 2-3 tháng con gà anh em một từ đó đó thì con gà anh em nó phục hồi là nó mới tốt lại, anh em hiểu không? Thì nuôi gà nếu mình nuôi như vậy rồi nó mới thành công, rồi anh em mình nuôi từ nhỏ tới lớn trong cái chuồng nó không có hoạt động nhiều thì cơ thịt nó cũng đâu có dẻo dai gì đâu, nuôi không có ăn này đó. Thì nói chung thì con gà anh em nhìn con gà nuôi nhốt trong chuồng á nó lông nó không bao giờ đẹp như con gà Hà Lan ở ngoài thả, mà anh em nuôi trong chuồng mà có nắng có nâu có đất có cát gì đó là không bao giờ bằng cái con gà đó. Em nên nuôi cưng lắm, em nuôi trong chuồng lưới nữa nên làm dữ lắm. Thì đó thì những con gà nuôi trong chuồng lưới nhốt vậy chuyên gia bị ké chậu và muối mà sổ con gà nó chân chậu nó sụm hoài rất là yếu, nãy giờ nói này mắt nóng lên mình ghét mình nhíu mình nói rồi một chút anh em thành công á.